还是在天，当万物不再是沉默，谁给我一个梦，梦中有一片天空，告诉我生命的颜色，从此告别所有寂寞，等待每天日升日落。当鲜血掩盖了天，当华夏寻找真的英雄，谁给我一把剑，剑指向一条出路，告诉我要笑着走过，刀剑相约一生，蝴蝶飞不过苍穹。啊，等待流星划过沧海桑田，冰雷呼喃寒夜，无奈刀剑划过，一人留下铁烈的思念，纵然远古天边，谁在歌唱纪念一落一世的缠绵，眼神爱恋。等待流星划过沧海桑田，冰雷呼喃寒夜，无奈刀剑划过，依然留下千年的思念，纵然远古天边，谁在歌唱纪念一落一世的缠绵，你我爱恋。các vị Linh Quang Minh Đỉnh là muốn chống lại địch giùm ta hay là muốn làm khó ta vậy? Dương Tiêu, người muốn tuyển là giáo chủ mới, bộ châu viên này không biết người muốn làm gì hay sao? Minh giáo không có giáo chủ, ngươi là lớn nhất trong Quang Minh Tả Sứ, nhưng mà tuy rằng chức vị của ngươi cao, nhưng không ai thèm nghe lời chỉ huy của ngươi, như vậy có ích gì chứ? Ngươi điều động được ngũ hành kỳ hay sao? Tứ đại hộ giáo pháp dương chịu nghe ngươi chỉ huy sao? Chúng ta ngũ đạo tản nhân cô hồn ma trời không xem Quang Minh Tả Sứ của ngươi ra gì đâu. Hôm nay ngoại địch đương đầu, Dương Tiêu này không có thời gian ở đây tranh cãi với các vị. Nếu như các vị khoanh tay đứng nhìn sự tôn vong của Minh giáo như vậy, thì các vị hãy mau rời khỏi đỉnh Quang Minh. Ngươi, nếu Dương Tiêu chưa chết, sau này nhất định sẽ đến bái phỏng các vị. Dương Tả Sứ, không cần phải nóng giận như vậy. Lục đại môn phái bao vây đỉnh Quang Minh, nếu đệ tử của bổn giáo hộ giáo, ai cũng có trách nhiệm, đâu phải là chuyện riêng một mình ngài. Chỉ sợ bổn giáo có người đang chờ coi Dương Tiêu bị lục đại môn phái giết chết để nhổ đi cái gai trong mắt. Người đang nói tới ai vậy hả? Trong lòng các người tự hiểu, ta không có cần nói nhiều. Người nói ai đây? Người xưa nói rất hay, huynh đệ bất hòa, ngoại xâm hối hận, chúng ta phải nên thương lượng để mà chống địch. Cũng là Bành đại soái biết suy nghĩ nhất đó, ông nói rất là đúng. Được, nếu như Bành Hòa Thượng biết suy nghĩ vậy thì châu viên này cũng phải tỏ ra rộng lượng một chút hả? Hôm nay nhất định phải ra chức vị của giáo chủ mới được. Đúng. Châu viên ta cảm thấy Dĩ Bất Dương làm giáo chủ là thích hợp nhất đó. Đúng, không sai. Dời hút máu của trí hơn người, võ công cao cường, trong Minh giáo không có ai bản lãnh bằng. Đúng. Vậy thì ta không khác sao? Theo ta thấy, mời Châu Điên làm giáo chủ thì tốt hơn. Được. Ngươi, bây giờ Minh giáo của chúng ta chia năm xẻ bảy, hay là chúng ta mời Châu đại giáo chủ đem Minh giáo từ trên xuống dưới điên đảo đảo điên một trận, như vậy là tốt lắm. Ngươi,
Người đứng đó nói bậy bạ gì vậy hả? Tiếp chiêu đây. Bỏ bỏ đó. Châu Quân thì tình không phục, kẹp họ trả lên, đi vào, không đi. Thầy cha làm sao bây giờ chứ? Hả? Bây giờ nè, sống lên, được. Thì ra cao thủ Minh Giáo đi nốt đại này để mà tranh đoạt chức vị giáo chủ. Dương Tiêu, võ công của ngươi là võ công gì? Tiêu ta thấy á là Càng Khôn Đại Na Di. Dương Tả Sứ được chân truyền của Dương giáo chủ, chúng tôi không có ác ý. Tất cả thù tại đây, chúng ta hãy đồng tâm hợp sức mới có thể chống lại ngoại địch. Cậu quân hãy chịu thua. Chúng ta phải đưa người mình lỡ để mà đáng lẽ phải thua cho quân bảo vệ những quân bên hãy đang phải sống chứ như lục đại môn phái. Đúng vậy, đúng vậy, phải thua đi cho đến khi tâm phục khẩu phục. Đúng vậy, được được, ta chịu thua nhưng ta không nhận hắn làm giáo chủ đâu. Vị Bất Dương, Ngũ Tiễn Nhân, chúng ta đồng thời thu tay miễn đi bị thương. Được, ta không tin người. Người thu tay trước đi. Không thể được. Nếu như người thu tay ta sẽ bị thương, chúng ta sẽ cùng bị thương. Nhất định là không được. Hãy tin tưởng ta, thu tay trước đi. Tả sứ Quang Minh quả nhiên danh bất hư truyền, liên tục trúng hai lần ảo âm chỉ của ta, mặt cũng chịu đựng nổi. Ngươi là ai? Tại sao làm ra những chuyện vô liêm sỉ bị ổi như vậy? Đánh lén sau lưng. Bần tăng là Diên Chân, pháp danh của sư phụ ta là Không Kiến Thần Tăng. Đại sư, lần này lục đại môn phái tại bao giây mà giáo. Các người cũng sẽ chết dưới tay đệ tử Thiếu Lâm của ta, thì cũng coi như là không uổng đời này. Hả? Lục đại môn phái là công địch của Minh Giáo ta, đường đường chính chính đánh một trận như vậy mới là hành vi của đại trượng phu. Không Kiến Thần Tăng có tiếng là nhân nghĩa trên khắp thiên hạ, thì không thể ngờ được có một tên đệ tử bị ổi vô liêm sỉ như ngươi. Ây da, nói rất hay. Như vậy kêu là xuất kỳ chế thắng, binh bất yểm trả. Người xưa đã dạy như vậy. Diên Chân này có thể chính tay tiêu diệt bảy đại cao thủ ma giáo các người, thật là một chuyện vui vẻ nhất ở trong cuộc đời. Thế nào, không phục hả? Ngươi lên Quang Minh Đỉnh này bằng cách nào? Tại sao ngươi biết được con đường bí mật? Hãy nói cho ta biết. Dương Tiêu này có chết cũng được nhắm mắt. Khá lắm, khá lắm. Quang Minh Đỉnh của người thất đỉnh thập tam nhai có tên là Thiên Hiếm. Đúng vậy, nhưng mà đối với ta không có tác dụng chút nào. Bây giờ ta sẽ đi,
dập tắt quả ma, đặt vài trăm căn chất nổ tại đây, rồi sau đó như vậy kêu là Diên Trần này độc thủ diệt ma giáo, Hoàng Minh Định Thất Ma, các người quy Tây Thiên. Dương Tiêu à, Chu Diên này thật đáng chết. Ta có lỗi với người. Tuy rằng con người của người không tốt, nhưng để người làm giáo chủ dù sao thì cũng tốt hơn là không có. Bây giờ tất cả đều bại hết rồi. Ta làm giáo chủ hả? Ta Hà Đức Hà Năng. Các vị, tất cả đều sai. Bây giờ chúng ta ra nông nổi này, xuống nơi chính suối, đâu còn mặt mũi để gặp Minh Tôn giáo chủ. Dương Đỉnh Thiên, năm xưa lúc ngươi làm đại ma đầu, thật tình là ghê gớm, hiền ngang, hống hách, không coi ai ra gì. Rất tiếc hắn chết quá sớm. Có lợi cho hắn, không thì chính mắt nhìn thấy ma giáo bị triệt để tiêu diệt trong tay của ta. Nói bậy, người nói bậy. Nếu như Dương giáo chủ ở đây, ai nấy cũng phải đều nghe hiệu lệnh của ổng. Đâu có dễ cho người tên tặc đầu trọc như người đánh lén thành công như vậy chứ. Dương Đỉnh Thiên là cái thớ gì chứ hả? Hắn ở trong tầm mắt của ta cũng chỉ là tên dâm tặc thôi. Người, hắn phóng thổ cũng không bằng. Người Bây giờ ta có thể nói ra.